Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của một câu chuyện rất buồn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được học bổng của trường đại học Sorbonne Pháp để học tiếng Pháp tại Paris. Một hôm đang ăn trưa tại một tiệm phở thuộc khu phố người Việt quận 13, một bác phục vụ nhà hàng lại bàn nói chuyện với tôi. Bác hỏi thăm và cho biết bác cũng là người của gốc quận 3 Đà Nẵng trước đây. Bác và gia đình vượt biển sau khi thành phố Đà Nẵng bị mất vào tay Cộng sản. Bác khoe có trở về Đà Nẵng vài lần, nên bác cho biết các sự thay đổi và chỉ dẫn tôi cách tìm đường về nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Bác khuyên tôi nên về Đà Nẵng một chuyến để tìm lại gốc gác gia đình. Tôi đi dạy được 2 năm thì cưới vợ và rồi có 2 con, một trai, một gái. Khi đứa con trai đầu lòng của tôi được tròn 4 tuổi, tôi mua cho nó một chiếc xe đạp nhân ngày sinh nhật của nó. Khi đem chiếc xe về nhà, kỷ niệm của ngày xa xôi ở quê nhà trở về, tôi nằm trên võng nghe mẹ tôi đọc lá thư của ba tôi viết từ chiến trường. Ba hứa khi về nhà sẽ mua cho tôi chiếc xe đạp mừng sinh nhật. Nhưng rồi mơ ước đó không bao giờ đến. Nhìn con trai tập đạp xe, tôi ứa nước mắt, bùi ngùi nhớ lại tuổi thơ của mình. Tội nghiệp cho thằng bé là mình 20 năm trước. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi có được chiếc xe, không biết tôi có những cử chỉ vụng về, lãng quãng khi tập đạp xe như con tôi bây giờ. Tôi hay nói với vợ tôi, cho đến tuổi này anh chưa bao giờ được bước lên yên xe đạp. Vợ tôi an ủi, anh lại trở về với quá khứ rồi, hãy quên đi. Tôi chỉ biết thở dài, làm sao mà quên được. Mùa hè năm 2010, mẹ nuôi tôi khuyên tôi nên trở về Đà Nẵng tìm thăm tin tức gia đình. Nếu tôi tìm được, bà định sẽ đem hết đại gia đình cùng đi với tôi trong một chuyến đi sau. Tôi về đến Đà Nẵng, theo lời hướng dẫn của cô tiếp viên khách sạn và những chi tiết bác Đồng Hương tại một nhà hàng bên Pháp cho biết năm nào. Tôi tìm đường ra bờ sông Hàn rồi tìm phà qua sông. Bến phà này mấy mươi năm trước, anh hai đưa tôi qua đây mấy lần để đến bệnh viện bán máu lấy tiền mua gạo. Mọi vật đã đổi thay, phà đã ngừng đưa khách. Chiếc cầu mới đã được bắc ngang hai bờ sông. Bác xe ôm lớn tuổi chở tôi chạy vòng qua bao nhiêu khu phố mà ở cái tuổi tôi thời ấy chưa có. Bây giờ các khu phố đã mọc lên, che lấp những bờ dương và bãi cát cùng sóng biển. Tôi ra đi ở cái tuổi lên năm, chưa có ý niệm gì về tên làng, tên xóm, tên phường, tên con đường hẻm chạy qua trước nhà, nên bao nhiêu năm qua, tôi không thể nào liên lạc được về nhà cũ. Quê hương dường như đã chết trong tôi. Tôi nhờ bác lái xe ôm hỏi thăm và đưa tôi đến nơi có bến ghe cá mấy mươi năm trước. Tôi hy vọng từ đó tôi sẽ tìm ra nhà cũ của ba mẹ tôi. Bác lái xe ôm đã đưa tôi đến bến ghe cá cũ, nhưng nay chỉ còn cái tên của ngày trước, vì bến đã dời đi nơi khác. Thay vào đó là một khách sạn đã được xây lên cùng những ngôi nhà cao tầng. Tôi hỏi thăm nhà ba mẹ tôi, hỏi thăm nhà bác Hội, hỏi thăm tên anh hai tôi. Mọi người đều lắc đầu, trả lời với một giọng nói có âm sắc cao và sắc mà tôi chưa hề được nghe khi còn thuở ấu thơ. Lòng nặng trĩu khi thấy lạc lõng, tôi rưng rưng muốn khóc. Cả buổi trưa tôi lang thang từ khu này qua khu khác, áo đẫm mồ hôi. Tôi đứng tựa vào một tường nhà có bóng mát tránh nắng. Tôi đã định quay trở về khách sạn nghỉ và sẽ tiếp tục trở lại khu này ngày hôm sau. Bỗng tôi nghe có tiếng ve sầu vang lên đâu đây, nghe thật buồn não. Ngày xưa, trong xóm chỉ có nhà tôi có cây phượng vĩ. Mùa hè hoa nở đỏ rực, lũ ve sầu từ đâu đến buông tiếng kêu râm ran và rầu rĩ, như tru tôi ngủ trong những buổi trưa hè nóng bức. Khi có cơn gió mạnh, những cánh phượng rơi lả tả xuống sân nhà. Mẹ tôi cầm chổi quét. Một lần tôi nghe mẹ tôi phàn nàn với ba tôi.
Anh ơi, hãy đốn cây phượng làm củi cho rồi, ngày nào cũng quét hoa và lá rụng, mệt quá. Ba tôi cười trả lời, cây phượng này do ông nội trồng để tưởng nhớ bà nội sau khi bà nội chết. Bà nội mấy đứa nhỏ tên Phượng, mình không đốn cây được đâu. Tôi lần đi về hướng có tiếng ve rên rỉ, màu đỏ của hoa phượng chan hòa trước mắt tôi. Một cây phượng to lớn im lìm dưới nắng chói chang. Tôi dừng chân bên cây phượng được trồng ngay bên cổng vào một căn nhà. Tôi nhìn kỹ, hình ảnh ngôi nhà xa xưa của tôi hiện ra rõ ràng trong trí nhớ. Tôi đã tìm ra được nhà tôi. Hàng hiên không có gì đổi thay, tất cả còn nguyên như cũ. Tôi lặng người vì vui mừng, lòng hồi hộp nhưng cố giữ bình tĩnh. Một lát sau tôi gọi vọng vào bên trong. À, có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Tôi gọi đến lần thứ ba thì cánh cửa nhà hé mở. Một đứa bé trai bước ra nhìn tôi rồi vội quay vào đóng cửa lại. Tôi kiên nhẫn chờ. Cánh cửa lại mở, một người đàn ông râu tóc bạc phơ, chống nạng bước ra. Tôi nhận ra ngay bác Hội ngày xưa của tôi. Bác già quá nhiều, bác chống gậy nạng gỗ mà người cứ run run. Bác lấy tay che trán nhìn tôi. Tôi bồi hồi xúc động nói lớn. Bác Hội còn nhớ con không? Con là Tấn em đấy. Bác đi khập khiễng ra cổng giọng lắp bắp. À, Tấn em hả? Con còn sống hả? Trời ơi, con còn sống hả? Vào đi con. Hai bác cháu lặng choạng ôm nhau, cả hai cùng khóc. Khóc vì mừng gặp lại nhau và khóc cho thân phận của mỗi người và thân phận của nhau. Tôi theo bác vào nhà, đưa mắt nhìn quanh, vội hỏi bác. Ba mẹ cháu đâu? Anh trai cháu đâu bác? Bác khựng lại rồi nói. Chuyện còn dài, rồi bác sẽ kể lại cho con nghe. Con ngồi nghỉ cho khỏe đã. Và bác kể, ngày mẹ con đi Huế tìm thăm ba con bị thương ở Quảng Trị và được đưa vào điều trị tại bệnh viện Huế đến nay, bác chỉ nghe bạn đồng đội của ba con kể lại. Khi mẹ con ra đến bệnh viện thì ba con đã bị chính quyền mới của Cộng sản đuổi ra khỏi bệnh viện cùng với các đồng đội khác cũng bị thương. Những người thương binh và các người nuôi bệnh cùng cảnh này tụ tập sống dưới chân cầu Tràng Tiền, nhờ vào sự giúp đỡ của dân chúng. Sau đó, họ dìu dắt nhau theo quốc lộ 1 trở về Đà Nẵng. Ngày xin ăn, tối ngủ bờ, ngủ bụi. Khi đến cầu 2 thì ba con kiệt sức vì vết thương làm độc nên chết tại đây. Sau khi được dân cầu 2 giúp chôn cất ba con xong, thì ngày hôm sau mẹ con, lúc đó cũng đau yếu, thất thểu đi một mình trên đường vào Đà Nẵng. Rồi từ ngày ấy đến nay, không ai biết tâm tích của mẹ con ở đâu nữa. Chắc là chết ở đâu rồi. Vì nếu còn sống, mẹ con thế nào cũng tìm về nhà ở Đà Nẵng với hai anh em con. Tôi gục đầu xuống bàn, thổn thức, giọng bác đều đều. Khi con mất tích, anh hai con, gia đình bác cùng bà con lối xóm ngày đêm tìm kiếm hoài không ra. Anh hai con buồn lắm, sống như một cái bóng thui thủi trong căn nhà này. Bác nhìn quanh nơi bác và tôi đang ngồi. 3 năm sau, anh hai con tới tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự thì bị đưa qua chiến trường Campuchia. Chỉ 6 tháng sau, địa phương báo cho bác biết anh hai con đã tử thương. Người ta hứa sẽ đưa xác về, nhưng đó chỉ là lời hứa suông thôi, không bao giờ có xác về. Bác đã lấy một mảnh đất sau vườn nhà con, xây một ngôi mộ nhỏ, lập bia chung cho cả 3 người, ba mẹ con và thằng Tấn Anh của con. Hàng ngày bác thắp nhang cho linh hồn ba mẹ con và anh hai con khỏi lạnh lẽo. Còn riêng phần con, bác nghĩ là con không chết. Có lẽ con đã đi lạc đến một nơi nào đó. Con người đem về nuôi, một mai không lớn con sẽ tìm ra gốc gác gia đình để trở về. Anh hai con cũng có ý nghĩ như bác, nên trước ngày bị đưa đi Campuchia, anh con đã giao hết giấy tờ nhà đất cho bác giữ hộ và dặn. Nếu con có mệnh hệ nào thì xin bác giao lại cho thằng Tấn em con. Bác giữ đã lâu mà vẫn không có tin tức gì của con. Bác sợ chính quyền sẽ tịch thu căn nhà, nên bác đã xoay sở sang tên ngôi nhà cho bác. Nhờ vậy cái nhà vẫn còn. Nay con trở về bác sẽ giao nhà lại cho con. Tôi theo bác ra sau vườn, ngôi mộ nằm bên một góc vườn.
mộ bằng xi măng sạch sẽ. Tôi đọc tên ba, mẹ và anh hai tôi ghi trên mộ bia. Tôi quỵ người xuống, gục đầu vào thành bia, nước mắt trào ra, lòng tê tái. Tôi đau đớn nghĩ đến cha mẹ, đến anh hai tôi và tự xót thương cho thân phận mình mồ côi, cô độc, tìm ra gốc gác gia đình chỉ để nhận thêm một sự thật rằng trước sau gì tôi vẫn không còn cha mẹ anh em, không có ai là người ruột thịt. Đến lúc bác Hội nắm tay tôi kéo đứng lên, đèn trong nhà bác đã thắp sáng. Ngày hôm sau, tôi vẫn giữ căn phòng ở khách sạn nhưng về sống với gia đình bác Hội. Một hôm, bác đưa tôi dạo quanh xóm cũ, phần lớn dân cư từ nơi khác đến. Tình cờ ngang qua một tiệm sửa xe, tôi gặp Hiền, người bạn cùng học lớp mẫu giáo với tôi ngày xưa. Hai đứa nhận ra nhau, cả hai bồi hồi xúc động. Bằng tuổi tôi nhưng Hiền mang dáng dấp của một ông lão. Ba của Hiền ngày xưa là trung úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị chính quyền mới bắt đi tù cải tạo ở Trung Phước rồi chết tại đó. Vì lý lịch con của Ngụy nên Hiền không tìm được công ăn việc làm, nên đành lấy hiên nhà làm tiệm sửa xe từ mấy chục năm nay. Con cái học hành không tới đâu, nhà quá nghèo, vợ cũng phải phụ chồng sửa xe. Bất chợt cơn mưa rào chợt đến, Hiền vội vã tìm thau và chậu để hứng nhưng cả tiệm sửa xe vẫn tràn đầy nước từ trên mái đổ xuống. Hiền nói, cây nhà đã rượu từ chục năm nay không tiền để sửa, bây giờ lo cái ăn cho gia đình khỏi đói là đủ mệt rồi. Tôi nghe mà lòng bỗng dưng cồn cào như bị cái đói ngày xưa hành hạ, cái đói mà anh hai tôi phải bán máu, chất dinh dưỡng cơ thể để đổi lấy cái ăn mà sự dinh dưỡng cơ thể đang cần, một vòng lẩn quẩn khốn nạn của nhu cầu sinh tồn. Buổi chiều trước ngày từ giã gia đình bác Hội để trở về lại Do Thái, bác cùng tôi ngồi tâm sự trong phòng khách. Bác kể lại tình bạn giữa bác và ba tôi, kể đến đâu bác thở dài đến đó. Bác ngậm ngùi nhớ đến kỷ niệm của một thời đã qua. Tôi tựa đầu vào thành ghế, tay chăm chú nghe, nhưng mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tôi hướng mắt về phía cái kèo nhà có cái khe nứt, sực nhớ lại chuyện ngày trước, bác Hội đã thúc hối hai anh em tôi tháo cờ ba sọc đỏ giấu đi. Anh hai tôi đã leo cột nhà đem giấu vào chỗ khe nứt đó. Bỗng nhiên tôi đứng lên đi vòng vòng trong phòng khách, mắt cứ nhìn chăm chăm vào khe nứt trên kèo nhà. Có lẽ bác Hội ngạc nhiên nên hỏi tôi, còn tìm cái chi rứa? Tôi trả lời, bác còn nhớ ngày xưa khi cộng sản vào thành phố, bác thúc anh ha em con đem lá cờ ba sọc đỏ giấu đi và anh na hai con đã đem lá cờ giấu vào cái lỗ đó. Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên lỗ nứt trên kèo nhà. Bác Hội lên một tiếng rồi nói, cây thằng này nhớ dài ghê, như vậy thì nó còn ở đó. Từ đó cho tới nay, chỗ đó không ai động đến, mà lâu quá không biết lá cờ có mục có nát không. Nói xong bác tiến đến cửa lớn nhìn ra ngoài và nói với vẻ thận trọng, sắp nhỏ chạy đi chơi đâu hết rồi, con muốn xem cái đó thì leo lên xem thử. Nói xong bác khép cửa lại, gài chốt ngang, tôi đã định xin phép bác leo lên xem thử lá cờ còn đó không. Thì nghe bác khuyến khích làm tôi vừa sung sướng vừa hồi hộp. Tôi đang loay hoay tìm cách leo lên cây cột, thì bác đẩy cái bàn đèn sát cây cột nhà rồi để thêm cái ghế trên bàn. Bác nói, làm như thế này, leo dễ hơn. Tôi thận trọng bước lên bàn, bước lên ghế, dùng hai tay đu lên xà nhà. Tôi chợt nhớ đến anh hai tôi, hồi đó anh leo lên cột sau dễ dàng và nhanh nhẹn như sóc vậy. Tôi thọc tay vào khe hở bên kèo nhà, chạm tay vào một vật mềm mềm, kéo ra một cuộn vải màu vàng đã phai màu. Tôi nói với bác Hội, nó còn đây bác ơi. Tôi ném cuộn vải màu vàng xuống cho bác, bác nhặt cuộn vải lên, mở ra, tay vũ vũ mấy lần. Lá cờ ba sọc đỏ hiện ra trước mắt tôi. Tôi nghe bác nói, còn nguyên si, chỉ bạc màu chút thôi. Tôi tụt xuống đứng bên bác, bác trùm lá cờ lên đầu bác. Tôi nghe bác hít mấy cái rồi bác lặng yên, chừng một phút sau bác lấy lá cờ ra khỏi đầu. Tôi nhìn thấy hai mắt bác đỏ và long lanh nước. Bác trao lá cờ cho tôi giữ và mở cửa đi ra ngoài rồi quay lại với một lọ thủy tinh trên tay.
Bác nói với tôi, con cuộn lá cờ lại bỏ vào cái lọ ni, đem ra chôn bên mộ của ba con. Ba con chết không có ai phủ cờ, mình nay đem chôn cạnh ba con như trước, ba con cũng ấm lòng. Tôi cuộn lá cờ cho vào lọ, đậy nắp lại. Bác và tôi cùng đi ra ngôi mộ sau vườn. Bác dùng con dao chẻ củi đào một cái lỗ trên đầu mộ. Tôi đẩy cái lọ vào đó và bác lấp đất lại. Tôi nghe giọng bác thì thào như người tâm sự. Tổ quốc chưa kịp ghi ơn em thì tổ quốc đã mất. Tổ quốc chỉ còn một chút này, em mang theo để sống với kỷ niệm của một giai đoạn lịch sử. Và biết đâu tổ quốc sẽ sống lại với con cháu của chúng ta sau này. Chiều hôm đó tôi từ giã gia đình bác Hội, trên đường đi từ trong nhà bác ra đường lớn đón xe để về khách sạn, bác nhắc tôi. Còn nhớ đừng quên giúp đỡ Hiền, thằng bạn của con, nó cần sửa lại căn nhà dột nát của nó. Không biết cả đời nó có tiền sửa được không? Tôi nói, à bác yên tâm, con sẽ giúp tận tình, con sẽ chuyển tiền về cho bác để bác đưa cho Hiền. Nếu không đủ, con sẽ chuyển thêm cho đủ. Tôi lại nói với bác, dường như cả đời bác đã lo hết cho gia đình ba mẹ con và anh em con nhớ ơn bác vô cùng. Nay bác có tuổi rồi, bác nên quan tâm cho sức khỏe bác nhiều hơn. Bác nắm chặt tay tôi hỏi, còn ngôi nhà của ba mẹ con tính sao đây? Nay con còn đó, bác tiếp tục giữ nhà thì lòng bác ngại quá. Tôi trả lời trong nghẹn ngào, tình cảm và công ơn bác dành cho gia đình con như trời biển. Có 100 ngôi nhà như vậy cũng không thấm vào đâu đối với tấm lòng của bác. Con chưa bao giờ có một ý nghĩ nào về ngôi nhà đó là nhà của ba mẹ con hay của con. Nó là của bác. Nó là của bác. Bác nên lo cho bác nhiều hơn. Thay vì đi máy bay từ Hà Nội thẳng về Do Thái, tôi đổi đi Paris, nước Pháp. Có vài ngôi chùa Việt Nam, còn bên Do Thái thì không có. Tôi tìm đến một ngôi chùa ở ngoại ô Paris để xin lập bài vị thờ ba mẹ và anh hai tôi theo như lời bác Hội khuyên. Vị sư trụ trì chùa tiếp tôi sau chánh điện hỏi, anh à, có biết tên thân sinh của anh? Tên cha, Đoàn Minh Tiến. Ngày và năm sanh? Dạ, thưa thầy, con không biết. Ngày và năm chết? Dạ, thưa thầy, con không biết. Pháp danh? Dạ, thưa thầy, con không biết. Vị trụ trì nhìn tôi với đôi mắt khác thường rồi lắc đầu. Ngày sanh tháng đẻ của cha anh mà anh không biết, lạ thật. Vậy tên của mẹ anh là gì? Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngày và năm sanh? Dạ, thưa thầy, con không biết. Ngày và năm chết? Dạ, thưa thầy, con không biết. Pháp danh? Dạ, thưa thầy, con không biết. Vị sư trụ trì đứng dậy đi tới đi lui rồi nhìn tôi với đôi mắt nheo lại như nghi ngờ, như tôi đang đùa với ông một cách không nghiêm chỉnh. Sư lại ngồi xuống hỏi tiếp, anh còn muốn lập bài vị cho ai nữa không? Dạ, còn người anh. Tên gì? Đoàn Tấn Anh. Ngày và năm sinh? Dạ, thưa thầy, con không biết. Ngày chết và năm chết? Dạ, thưa thầy, con không biết. Pháp danh? Dạ, thưa thầy, con không biết. Thầy trụ trì ném cây bút xuống bàn rồi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy thở dài hỏi tôi. Anh à, muốn lập bài vị để thờ người thân trong chùa mà không nhớ ngày sinh tháng đẻ, ngày chết, pháp danh, thì chùa làm sao cúng kiến cầu siêu được? Dạ, thưa thầy, con lạc gia đình cha mẹ và anh con từ lúc 5 tuổi nên con không biết ngày sinh tháng đẻ. Tác giả Duy Trác, Âu Quanh. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã nghe câu chuyện buồn.